Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2021 thì kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì tình hình ngày hôm nay á, thì giá mít Thái vẫn đang nằm ở mức thấp so với những ngày qua là nó không có biến động gì nhiều. Tuy nhiên là có một số thông tin là chắc trong vài ngày tới mít có thể tăng. Cái này thì mình chỉ đang nghe ngóng thôi nha bà con nha, chứ mình cũng chưa có biết được là cái thông tin chính xác như thế nào. Thì thôi, giá đang thấp như thế này rồi thì ai cũng mong lên hết trơn á, cho nên là có tin là mình mừng rồi. Chừng nào mà có tin chính xác thì còn mừng hơn nữa nha quý bà con nha. Còn ngày hôm nay thì mình cập nhật giá cụ thể như sau, mời quý bà con cùng theo dõi ở trên màn hình và lắng nghe kênh Nhà Nông Miền Tây chia sẻ nha. Ở Tiền Giang là 10.000, 6.000 và 3.000. Ở Đồng Tháp, An Giang là 8.000, 5.000 và 2.000. Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 8.000, 5.000 và 2.000. Long An là 10.000, 6.000 và 2.000. Đó là giá tương đương với mít nhất, nhì, mít bi nha bà con. Còn mít kem ở đâu thì cũng 2.000, mít chợ là 1.000 ha bà con ha. Rồi, nếu như quý bà con mình hôm nay mà có bán mít á, rồi có mức giá cụ thể thì kênh Nhà Nông Miền Tây nhờ quý bà con mình cho kênh Nhà Nông Miền Tây xin một cái bình luận ở bên dưới để biết cái giá ngày hôm nay bà con bán cụ thể tại vườn của bà con ở đâu và bao nhiêu tiền, thì kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ có thêm nguồn thông tin cơ sở để tham khảo và cập nhật đến quý bà con một những thông tin chính xác hơn nha. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.